Hello mọi người đã quay lại với clip của mình nha. Ok, thì chúc cả nhà có một buổi trưa tốt lành này. Thì chắc là cũng lâu rồi mình dạo này có vẻ là hơi ít ra clip rồi mọi người ơi. Nói chung là mình cũng đăng một cái bài trên tác cộng đồng thì chắc mọi người cũng đã biết rồi đúng không? Chắc là sắp tới mình sẽ up game cũng như là up YouTube. Mà chắc mình sẽ cố gắng quay nhiều video trước mọi người. Mình lên lịch đó. Xong mình sẽ phát cho mọi người xem. Đó, chuyện như quay trước đó mọi người. Sau rồi công khai. Ok thì hôm nay thì chắc mình sẽ đi chơi cái hoạt động đơn đạo tu chân như thế này. Rồi tuần trước mình cũng chưa có review cái sự kiện tuần mới mọi người. Nên hôm nay thì mới vô. Nói chung là cũng mới có xem thôi, mới biết có cái sự kiện mới này. Là hôm nay chơi cho mọi người xem luôn. Nãy thì mình có tăng cấp bét mọi người, hãy nhận mấy cái đạo cụ này xíu chơi free cho mọi người xem. Đó. Từ đây thì trận khá là nhiều cái này nè mọi người, gọi là cái dị quả hả, dị quả. Sao nghe giống cái vi vật hình 3D Trung Quốc vậy trời. Nói chung là đi luyện đơn mọi người. Rồi 69, ok. Điểm danh luôn. Nãy thì mình treo máy mọi người vào cái hoạt động này. Ủa đang dập liên tục vậy ta? Chưa dự. Rồi, ok, giờ thì chơi thôi. Đây, đơn đạo tu chân. Nói chung là cái này, mọi người vào đây này, đọc mấy cái này. Mọi người sẽ hiểu cách chơi thôi. Mấy cái quy tắc trong đây. Đang có đây là 40. Tu hành. Đây là luyện đơn hàng ngày. Còn đây là trong suốt quá trình diễn ra cái hoạt động này, mọi người tích lũy luyện đơn để nhận 72 lần này, được 999 kim cương, 139 thì được cái đạo cụ mới là mảnh hồ quang phản chiếu cánh 495 lần, một set đồ cam, thời trang ác quỷ chi hồ, tốc độ 200. Cái này thì luyện chúng cái đơn đặc biệt hả. Ngũ phẩm phá ách đơn. Ồ, cái tên nó quen quen nhỏ. Hôm này là cửu phẩm trường sinh đơn. Ngũ phẩm rồi lên cửu phẩm luôn. Cửu phẩm trường sinh đơn 3 lần này. Một cái áo hóa hoàng kim tự chọn. Rồi đó. Còn ngũ hành tu luyện thì cái này mọi người luyện ra mấy cái đơn xong rồi bỏ vô đây ấn tu luyện á mọi người. Tu luyện á thì chắc sẽ nhận được một cái phần quà nào nó đặc biệt hay sao á. Các bạn xếp hạng này. Đây bạn xếp hạng tu hành. Bạn xếp hạng tu luyện. Xem đơn dược. Cái này là tam phẩm phá ách đơn. Mấy phần quà. Thời trang thì khá là nhiều trong đây. Cái này đồ tím nhiều này. Còn bên đây thì đồ cam 2024 kim cương. Đồ cam là sách này. Sách này lúc trước đăng nhập này. Còn free nè. Công tử ấm hồi xương đi. Sách này mình có rồi nè. Công tử hầu hoa cũng vậy nè. Hồi ủa đăng nhập đúng không. Chiến sĩ siêu niên. Bóng đá vô địch. Thời trang World Cup nè. Lục đạo hai mắt lạnh này. Này sẽ vào mới rồi lúc trước có đăng nhập nhận. Cũng có cày nữa. Học đường nó mới xếp này. Rồi ok. Giờ thì luyện thôi 40 cái hả. 40 cái thì luyện được bao nhiêu? 8 lần hả. Rồi luyện luôn. Luyện đơn 5 lần nhận đây. Khi ước thương bùa nhận này.
5 đồng nữa nè. Như đâu có ra đơn gì đâu hả ta, cũng chả rõ nữa. Ừ, cực nha mọi người, xu cầu phúc nè. Nhận luôn. Nhận lần nữa nè. Đạo cụ, kỹ năng xuất sắc. Đá thức tỉnh cao. Rừng đá. Nhận luôn. Quyển bùa. Trường bùa trong là khá là bình thường, chưa thấy cái nào đặc biệt xíu nhau. Nhận luôn rồi, mình còn 5 lần nữa liền luôn cho hết luôn cho rồi. Thuộc tiến hóa bếp trang bị siêu cầu phúc phúc quà đá. Tu hành này, nhận luôn. 500 kim cương. 888 kim cương. Bạn xếp bạn tu luyện không có đơn dược. Nói chung là luyện trả ra cái viên đơn nào hết trơn. Không bỏ vô đây được. Ngũ hành tu luyện xem đơn dược, ok. Này tuần này nó cũng có hoạt động tầm báo trở lại này, mà săn báu này. À, ok, nói chung là mình luyện nó cũng chả ra gì. Rồi ok, thì chắc là mình sẽ up video đây luôn nhé mọi người. Đây chủ yếu on làm cho cái hoạt động mới cho mọi người xem. Sắp tới thì có lẽ mình sẽ bận đó mọi người ơi. Nói chung là cố gắng quay nhiều clip để mà lên lịch phát sóng cho mọi người xem trong khoảng thời gian 2 năm chuyển sinh. Rồi ok, bây giờ thì chắc là dừng video đây thôi mọi người à. Thì anh em nào xem tới giờ phút này thì đăng ký kéo chặt mình, cho mình xin một like nha. Và nếu là người mới thì đừng quên là đăng ký kênh hoặc chuông thông báo để không bỏ lỡ kỳ video mới nhất của mình nha. Ok, còn giờ thì có lẽ mọi người ở clip tiếp theo. Chúc mọi người có một ngày tốt lành này. Bye bye mọi người.